Thưa quý vị, theo thống kê, hiện nay tỷ lệ phụ nữ Việt bị nám da, tàn nhang, đồi bồi chiếm đến 60%. Thường gặp ở phụ nữ sau sinh, phụ nữ bước vào tuổi trung niên, giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh. Tuy không gây hại cho sức khỏe, nhưng lại ảnh hưởng không nhỏ đến nhan sắc, tâm lý của nhiều chị em. Hiện nay có khá nhiều phương pháp giúp ức chế melanin, ngăn ngừa tình trạng nám da, tàn nhang phát triển, trả lại làn da trắng hồng, mịn màng và đều màu. Một trong những phương pháp đang được sử dụng nhiều trong những năm gần đây, đó là sử dụng các sản phẩm làm đẹp thực phẩm chức năng chứa dưỡng chất từ nhau thai. Nước uống tế bào gốc nhau thai Hepora chứa tới 450.000mg siêu phân tử nhau thai được các chuyên gia và nhà khoa học tại Nhật Bản ứng dụng công nghệ tế bào gốc độc quyền mang lại hiệu quả vượt trội. Cùng những nguyên liệu cao cấp từ thiên nhiên, không những mang đến nhiều công dụng cho sắc đẹp, nước uống tế bào gốc nhau thai Hepora còn giúp tăng cường sức khỏe, bồi bổ thể trạng và sức đề kháng cho người sử dụng là sản phẩm được nghiên cứu và kiểm nghiệm nghiêm ngặt bởi Bộ y tế Nhật Bản. Nước uống tế bào gốc nhau thai Hepora được chứng minh độ an toàn và lành tính. Đồng hành cùng với chuyên đề ngày hôm nay, Diễm loa xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ và lắng nghe phần chia sẻ từ bác sĩ Lê Thanh Giang, chuyên khoa da liễu thẩm mỹ da để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về chủ đề của chương trình quý vị nhé xin chào bác sĩ cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian đến với chương trình ạ à. xin chào diễm loan xin chào quý vị khán giả thời gian gần đây thì loan được nghe mọi người truyền tai nhau về những cái giải pháp để chăm sóc sức khỏe và cả sắc đẹp từ nhau thai vậy thì không biết là dưỡng chất này thực chất là gì ạ chứ chúng ta đã biết nhau thai là một cái cơ quan tạm thời của động vật có vú trong cái giai đoạn mang thai thì nó là một cái trung gian kết nối giữa thành tử cung của sinh vật mẹ với lại cái dây rốn của sinh vật thai nhi nó là nơi dự trữ và trao đổi chất giúp cho thai nhi tăng trưởng các tế bào và biệt hóa các tế bào ở trong nhau thai là nó có chứa các cái thành phần như là peptide sinh học, các cái enzyme, các cái yếu tố tăng trưởng, các hormone và các cái vitamin và khoáng chất và nó cung cấp chất dinh dưỡng cho cái thai nhi lớn lên và phát triển để uh, ứng dụng trong các cái loại mỹ phẩm cũng giống như là trong những cái thực phẩm chức năng để uh, nhằm là làm sửa chữa những cái mô tổn thương ở bên trong cơ thể cũng giống như là đẩy lùi lão hóa chính vì vậy là nó đã có những cái ứng dụng trong cái ngành làm đẹp cũng giống như là chăm sóc sức khỏe hiện nay cái nhau thai thì nó sẽ có hai cái nhóm chức năng chính thì thứ nhất đó là đối với lại về cái vấn đề làm đẹp về làm đẹp da thì nó cung cấp những cái dưỡng chất kích thích cho cái uh, những cái tế bào sợi của mình nó tăng sinh nên những cái sợi collagen, những cái sợi elastin, hyaluronic acid nó giúp làm cho da mình nó tăng độ ẩm, độ đàn hồi, làm giảm những cái nếp nhăn, làm mờ những cái sạm nám. Còn đối với lại sức khỏe thì à, những cái yếu tố tăng trưởng, những cái yếu tố điều hòa miễn dịch ở bên trong cái à, tinh chất nhau thai nó làm cho cân bằng cái sức khỏe và làm giảm những cái mệt mỏi, tăng cường trí lực, làm giảm những cái triệu chứng khó chịu ở trong cái à, giai đoạn À, quanh mảng kinh cái nhau thai nó có chứa những cái thành phần à, làm cho tăng trưởng cái nguyên bào sợi kích thích tăng trưởng những cái tế bào tạo keratin và những cái yếu tố mà biệt hóa chuyển dạng à, chính vì vậy nó làm cho tăng sản xuất collagen làm tăng sản xuất những cái sợi elastin keratin làm tăng cái à, sự hình thành cái nội mô mạch máu chính vì vậy nó làm à, lành nhanh những cái vết thương những cái vết nét mạng tính mà khó chữa à, thật ra thì khi mà nói đến sản phẩm À, hay là mỹ phẩm mà có chứa thành phần nhau thai thì Lan vẫn thường hay nghe người ta sử dụng nhau thai heo à, vậy lý do gì mà nhau thai heo lại được sử dụng một cách ưu ái so với những cái loại nhau thai khác như vậy hả? Người ta nhận thấy rằng là cái nhau thai heo thì người ta nói là nó có sự tương tự so với cái nhau thai người và nó tương đối là nó an toàn so với lại con người heo á là cái nguồn thực phẩm mà chúng ta cũng uh, dung nạp khá là thường xuyên chính vì vậy là ở một cái diện rộng dân số thì nó có vẻ ít gây dị ứng hơn so với lại những cái nguồn gốc từ động vật khác vậy thì bây giờ giữa nhau thay là placenta và uh, thành phần collagen thì cái nào sẽ giúp làm đẹp da của chúng ta hiệu quả hơn ạ? Thực ra thì cả hai thành phần này uh, nó cũng đóng những cái vai trò uh, khác nhau. Collagen là thực chất là những cái nguyên liệu để xây dựng nên những cái cái kết cấu của cái mô của da và của khớp nữa, da và khớp. Còn cái placenta thì nó cung cấp những cái hormone những cái yếu tố để nó kích thích những cái tế bào sản sinh ra collagen, cho nên là hai cái này nó không phải là so sánh cái nào tốt hơn và mà nó là hai cái thành phần đều có thể là góp phần vào cái 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 chuyện mà chăm sóc sức khỏe cũng như là sắc đẹp của chúng ta. Và Lan nghĩ là chúng ta thử kết hợp luôn hai thành phần này cho cái việc chăm sóc sức khỏe và nhan sắc, không biết có được không ạ? À? Vấn đề này thì hoàn toàn có thể được ừ. khi mà chúng ta sử dụng kết hợp cả collagen và placenta thì nó sẽ hỗ trợ với nhau. Một cái là nó sẽ thúc đẩy cái sự mà sản sinh ra những cái nguyên liệu đó và một cái là nó cung cấp thêm những cái vật liệu để xây dựng cho nó nhanh hơn. Và với những cái sản phẩm ở dạng uống có chứa thành phần nhau thai thì sẽ cho loan hỏi là chúng ta có thể sử dụng một cách dài lâu được hay không hay là mình sẽ sử dụng vào những cái thời điểm nhất định mà thôi ạ à? thì người ta chỉ làm nghiên cứu ngắn hạn trong cái thời gian là 3 tháng cho nên là người ta đánh giá là có uống so với lại không có uống thì nó có sự cải thiện rõ rệt về sức khỏe cũng giống như là về cái độ ẩm độ đàn hồi của da chúng ta vẫn có thể là tham khảo những cái phát đồ của hãng cũng giống như là theo dõi cái tình trạng sức khỏe của mình và mình sẽ được tham vấn bởi cái bác sĩ trực tiếp điều trị bệnh cho mình hoặc là cái chuyên viên về sức khỏe thì có thể chúng ta sẽ uống từng cái giai đoạn ngắn nhắc quản ra. Thưa bác sĩ, hiện nay trên thị trường chúng ta có rất nhiều những cái dòng sản phẩm có chứa thành phần là nhau thai từ là những cái loại thực phẩm để hỗ trợ cho sức khỏe cho đến những cái sản phẩm mỹ phẩm ở dạng nào là thoa nè, nào là uống nè, À, như vậy thì xin bác sĩ có thể lưu ý cho tất cả chị em phụ nữ về cái cách thức để chúng ta có thể lựa chọn sản phẩm sao cho an toàn và phù hợp với sức khỏe của mình. À? Đối với lại những cái vấn đề về sức khỏe để chúng ta có thể lựa chọn được cái sản phẩm mà nó phù hợp thì trước hết là chúng ta nên đi khám với bác sĩ để chúng ta biết được cái vấn đề của chúng ta là đang bị vấn đề gì và từ đó bác sĩ sẽ tư vấn cho mình những cái giải pháp để mà điều trị vấn đề đó thì trong những cái giải pháp điều trị có thể là bằng thuốc hoặc có thể bằng những cái thực phẩm bổ sung hoặc là những cái sản phẩm thoa thì bác sĩ sẽ chỉ định cho mình những cái sản phẩm nó phù hợp và khi lựa chọn thì cũng sẽ lựa chọn những cái sản phẩm nó chất lượng uy tín và được những cái à, tiêu chuẩn về chất lượng nhất định thì chúng ta mới sử dụng nó sẽ đảm bảo về cái tính hiệu quả cũng giống như là chúng ta tuân thủ theo cái hướng dẫn sử dụng của hãng hoặc là của cái người chuyên viên chăm sóc chức, sức khỏe cho chúng ta à, khi mà chúng ta sử dụng những cái sản phẩm này có sự xuất hiện những cái biểu hiện khó chịu hay là dị ứng thì chúng ta có thể là liên hệ với bác sĩ hoặc là cái người à, chuyên viên tư vấn sức khỏe cho mình để À, được ngưng sử dụng những cái sản phẩm này. Như vậy thì khi chúng ta sử dụng những cái sản phẩm ở dạng uống và cả dạng thoa, thì làm sao để chúng ta có thể hạn chế được cái nguy cơ bị dị ứng nặng? À? Đối với lại những cái sản phẩm dạng thoa, thì chúng ta có thể là bôi một lần một cái lượng ít trên những cái vùng da khỏe, những cái vùng da lành trước. Rồi sau đó nếu mà chúng ta không có dị ứng thì chúng ta mới bôi lên những cái vùng da yếu, những cái vùng da đang bị tổn thương. Còn đối với lại những cái sản phẩm uống thì chúng ta sẽ uống một lần một lượng ít và chúng ta sẽ uống cách xa với lại những cái thực phẩm hoặc là những cái viên uh, uống vitamin khác để chúng ta xem xét rằng là mình có bị dị ứng với lại cái sản phẩm uh, Placenta đó hay là mình bị dị ứng với lại cái cái thuốc khác hoặc là nó tương tác với lại những cái thuốc khác. Xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay và chia sẻ cho quý vị khán giả những thông tin rất cần thiết. ạ à. Xin cảm ơn Diễm Đoan và quý vị khán giả đã theo dõi chương trình.